Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sự bất thường của ông Nguyễn Phú Trọng ngày khai mạc Đại hội 13, lý do nào diễn ra như vậy? Có thể nói Đại hội 13 là cơ hội dành cho Nguyễn Phú Trọng bởi ông là người được hưởng suất đặc biệt và sắp được công bố vào trong ít thời gian tới. Tuy nhiên, ông Trọng không phải là người duy nhất được hưởng suất này. Nhưng nói về thành công thì chỉ có mình ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông Nguyễn Xuân Phúc tuy hưởng suất đặc biệt nhưng lại đưa qua khâu chức chủ tịch nước thì cũng xem như thất bại hơn là thành công. Sáng ngày 25 tháng 1, tất cả các báo đồng loạt đưa tin về ngày đầu tiên khai mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Đầu giờ sáng ngày 25 tháng 1, các đại biểu đại hội 13 sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điều đặc biệt là trong đoàn viếng lăng lần này lại thiếu nhân vật quan trọng nhất, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo trên báo chí nhà nước, thì ngày đầu tiên đại hội sẽ thông qua chương trình họp chủ bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử của đại hội lần thứ 13 và báo cáo thẩm tra các tư cách đại biểu. Tại phiên chủ bị, các đại biểu tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Sau phiên chủ bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu và các tài liệu của đại hội, gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện của đại hội lần thứ 13, báo cáo kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa 12, v.v. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại buổi lễ viếng lăng ông Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25 tháng 1. Có thể xem phiên chủ bị là chưa phải là buổi họp mặt quan trọng nhất của đại hội. Tuy nhiên, nghi lễ viếng lăng thì cực kỳ quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại không hề có mặt. Chính điều này thổi bùng lên lời đồn đoán về sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng trong kỳ đại hội này liệu có đảm bảo đủ hay không, và liệu sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng có nghiêm trọng đến như thế nào. Theo báo chí đưa tin, ngày làm việc chính thức đầu tiên diễn ra vào phiên chủ bị sáng ngày 6 tháng 1, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức họp phiên khai mạc tại hội trường. Lịch trình đại hội đã được xác định trước đó tại hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thời gian đại biểu đại hội họp đã được định trước, còn việc xác định suất đặc biệt để ưu ái cho Nguyễn Phú Trọng thì đến hội nghị Trung ương 15 mới chốt. Tất cả danh sách nhân sự đã xong ngay trong hội nghị khi đó. Thông thường là việc bầu bán ở đại hội 13 của kỳ hội nghị 15 sẽ không có gì bất ngờ cả. Tuy nhiên, không bất ngờ khi mà sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng được đảm bảo, nhưng nếu sức khỏe của ông không thể đảm đương nổi thì chắc chắn sẽ có xáo trộn. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua một lần đột quỵ thứ nhất tại Kiên Giang và đến nay chỉ mới bình phục một phần. Vì vậy, nếu có vấn đề về sức khỏe của ông thì tất nhiên là nghiêm trọng hơn, chứ không đơn giản như những lần trước. Bệnh nó đến trên một cơ thể có tiền sử bệnh nặng thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Và ông Nguyễn Phú Trọng vốn có tiền sử bệnh huyết áp, ông bị đột quỵ lần một ở Kiên Giang. Bây giờ đi, ông vẫn cần phải có người dìu. Ông Nguyễn Phú Trọng thuộc diện được chăm sóc sức khỏe hàng ngày, nên rất có thể lần viếng lăng Hồ Chí Minh lần này ông không đi là do lời khuyên của bác sĩ. Nhưng dù ông có phát bệnh thật hay vì bảo vệ sức khỏe thì điều đó cũng cho thấy sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng không được đảm bảo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người luôn bị nghi ngờ không đảm bảo sức khỏe. Có thể sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng gặp vấn đề gì đó trong thời gian ngắn của 9 ngày đại hội rất căng thẳng, thì điều đó cũng chưa biết được ông có trụ được hay không, nhưng về lâu dài khó mà đảm bảo cho ông đi đến hết nhiệm kỳ. Vận mệnh đất nước không phải là chuyện đùa, một con người nắm quyền điều hành đất nước phải đảm bảo sức khỏe, đó là điều cần thiết. Tuy nhiên, với chế độ độc đảng, độc tài như của Cộng sản Việt Nam thì nhân dân không có quyền lựa chọn, và thậm chí người đảng viên bậc thấp hơn cũng không có sự lựa chọn khi mà cũng phải không được sai với chủ trương của đảng, mà điều đó là do ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đã đưa ra. Liệu những người này sau đó Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện nữa hay không? Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có lường trước được những vấn đề về sức khỏe mà ông có thể gặp phải khi phải chủ trì một đại hội kéo dài liên tục trong 9 ngày hay không. Một khi ông đã 77 tuổi, khá già và từng đột quỵ lần thứ nhất và phải chữa bệnh trong suốt một năm thì sức khỏe của ông không còn như xưa nữa. Điều này chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng phải biết, vì bên ông có các bác sĩ cho lời khuyên tốt nhất. Trong 9 ngày đại hội, có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng cần phải ít xuất hiện nhất tại hội nghị, chỉ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng để tránh làm việc có quá nhiều, kéo theo tình trạng sức khỏe trở nên phức tạp và xấu đi. Thêm nữa, bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam cũng như vậy, thì điều đó cũng rất nguy hiểm cho một người quá già như ông. Chính vì vậy mà trong những kỳ hội nghị trung ương trước đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng ắt phải chuẩn bị kỹ lịch trình cho đại hội để đến khi đại hội ông có thể vắng mặt một số ngày. Tại hội nghị trung ương lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương thống nhất cao cho rằng việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Và tất nhiên, những câu nói này của ông luôn lặp đi lặp lại hết đại hội lần này đến đại hội lần sau vẫn như vậy. Và hệ thống các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 bao gồm các báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là báo cáo kinh tế xã hội, gồm các báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và các phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 và 2025 và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Đó là những gì mà Hội nghị Trung ương 14 đã chuẩn bị. Đến Đại hội 13 thì mọi việc cứ thế mà tiến hành và Nguyễn Phú Trọng cũng không cần phải xuất hiện liên tục. Và đây là một lợi thế mà ông ta có thể tận dụng. Tuy nhiên, một đất nước với một người đứng đầu quá già cỗi và ốm yếu thì rất nguy hiểm. Đây là hình ảnh có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng chỉ xuất hiện ở những lúc cần thiết mà thôi và thường không vắng mặt. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã chiến đấu để giữ chiếc ghế thì ắt ông ta phải có kế hoạch để bảo vệ sức khỏe của ông để tiếp tục tại vị. Đó là điều cần thiết và rất có thể trong những ngày tới ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xuất hiện trong những buổi họp quan trọng, còn những buổi họp không quan trọng ông sẽ vắng mặt. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh thật ngay trong đại hội, ai là người hưởng lợi? Câu hỏi cũng được đặt ra. Tại Hội nghị Trung ương lần 15 kết thúc vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, thì danh sách đã được rò rỉ ra ngoài xã hội như sau. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, tái cử chức Tổng Bí thư. Thứ hai là ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng cử chức Chủ tịch nước. Thứ ba là ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, quê tại Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ứng cử chức Thủ tướng Chính phủ. Thứ tư là ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội, ứng cử chức Chủ tịch Quốc hội. Thứ năm là ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo, ứng cử chức Thường trực Ban Bí thư. Thứ sáu là ông Tô Lâm, sinh năm 1957, quê Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Và ông Tô Lâm cũng rất tai tiếng với những vụ án bắt cóc tại Đức và châu Âu vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Thứ bảy là ông Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ứng cử Phó Chủ tịch Quốc hội. Thứ tám là Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận, ứng cử chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Thứ chín là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao, ứng cử trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thứ 10 là Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ 11 là ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, ứng cử Bộ trưởng Bộ Công an. 12 ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tái cử Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 13 Phan Văn Giang, sinh năm 1960, quê Thái Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 14 Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, quê Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ứng cử trưởng Ban Dân vận Trung ương. 16 Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ứng cử Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 16 Bùi Minh Hoài, sinh năm 1965, quê Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ứng cử trưởng Ban Dân vận Trung ương. 17 Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961, quê Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ứng cử Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và rõ ràng trong danh sách không có Trần Quốc Vượng. Tuy nhiên, tin tức ông Trần Quốc Vượng bị loại vẫn chưa công bố chính thức. Vì vậy, nên giả định về trường hợp sức khỏe yếu và xấu xảy ra đúng ngày đại hội thì lúc đó ông Trần Quốc Vượng có khả năng sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Khả năng này rất khó xảy ra, tuy nhiên khi đại hội chưa kết thúc thì chưa thể kết luận được điều gì chắc chắn. Đây là hình ảnh chưa hẳn hy vọng của ông Trần Quốc Vượng đã tắt hẳn, vì nếu ông Nguyễn Phú Trọng đột nhiên yếu đi thì ông ta sẵn sàng thay thế. Với tình hình sức khỏe như vậy, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có khả năng ngồi đến hết nhiệm kỳ hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Vào năm 2016, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng tự thưởng suất đặc biệt cho chính ông để ngồi lại ghế Tổng Bí thư, thì mạng xã hội cũng đồn đoán rằng ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ngồi nửa nhiệm kỳ rồi chuyển giao. Tuy nhiên, dù đã bị ngã bệnh từ thập tử nhất sinh vào giữa tháng 5 năm 2019, thì ông vẫn không buông ghế. Như thế mới thấy quyết tâm của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, dù bệnh nặng như thế nào vẫn không buông. Hiện nay, sức khỏe của ông dù sao cũng khá hơn năm 2019 nhiều, thì làm sao ông có thể buông tiếp được. Đây là hình ảnh sẽ không có lý do nào buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải buông ghế, trừ một lý do là tuổi thọ không cho phép. Khả năng là Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ buông giữa nhiệm kỳ, thì chỉ có là một lý do để ông ta từ bỏ chiếc ghế, đó là tuổi thọ không cho ông qua hết nhiệm kỳ. Với ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có lý do đó mà thôi, khó có điều nào khác ngăn cản ông tiếp tục ngồi lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021 với bản tin Sự bất thường của ông Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai mạc đại hội lần thứ 13 và lý do của nó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de.